Mến chào các em học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Các em thân mến, trong bài Sông nước Cà Mau, chúng ta đã được đi về miền đất cực Nam để ngắm nhìn cảnh sắc phong phú, tươi đẹp, hùng vĩ của sông ngòi, kênh rạch và chứng kiến sự tấp nập, trù phú, độc đáo của chợ nổi Nam Căng. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với Quảng Nam, một tỉnh ven biển miền Trung nơi có con sông Thu Bồn hiền hòa thơ mộng để minh chứng cho vẻ đẹp đa dạng, phong phú của quê hương đất nước mình qua văn bản Vượt thác của Võ Quảng, tiết 83. Vậy, văn bản này có gì đặc sắc? Để trả lời câu hỏi, chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, tìm hiểu chung về văn bản. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Ngoài thông tin về tác giả được in trong phần chú thích sau sách giáo khoa trang 39, cô cung cấp thêm cho các em một số thông tin về tác giả Võ Quảng. Giới thiệu với các em, đây là chân dung của ông. Võ Quảng sinh năm 1920, quê ở Quảng Nam. Ông gần như dành cả cuộc đời mình cho hoạt động văn học nghệ thuật, đặc biệt là cho văn học thiếu nhi. Ông đã từng là tổng biên tập nhà xuất bản Kim Đồng, giám đốc xưởng phim hoạt hình, là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông sáng tác cả thơ, văn, viết kịch bản phim hoạt hình, viết lý luận về văn học thiếu nhi. Có thể kể đến một số tác phẩm như Tảng sáng, Truyện những chiếc áo ấm, Truyện cái thăng, Anh đông đóm và nhiều tác phẩm khác nữa. Với các đóng góp này, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2007. Ông cũng mất vào năm 2007 tại Hà Nội, mộ phần của ông được đặt tại Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về tác phẩm. Văn bản vượt thác được trích từ chương 11 của truyện quê nội Truyện này được viết từ năm 1961 đến năm 1974, phải mất 13 năm ông mới hoàn thành 12 chương, gần 400 trang sách. Truyện viết về cuộc sống ở làng quê ven sông Thu Bồn, làng Hòa Phước, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Trung Bộ vào những ngày sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Có thể nói với quê nội, người đọc như được sải tay bơi trên dòng thu bồn, nơi có những cánh bườm trắng no gió lướt băng băng, được dạo chợ Quảng Huế, thưởng thức món bánh đúc, bánh xèo, bánh nậm, được chống xào vượt thác cùng dưỡng hương thư. Vì thế, có thể nói, đây là một tác phẩm mang đậm phong vị đất và người xứ Quảng. Để hiểu rõ hơn về tác phẩm này, chúng ta cùng đến với phần 2 đọc hiểu văn bản. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 47, đọc tác phẩm và phần giải thích từ khó. Sau khi đọc xong, chúng ta thấy bài văn miêu tả cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian như sau. Đầu tiên là cảnh con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác. Tiếp theo là cảnh con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ. Và cuối cùng là cảnh con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ. Trình tự này cũng chính là bố cục của văn bản. Cảnh thứ nhất là phần 1 từ đầu cho đến thác nước. Cảnh tiếp theo là phần 2 từ đến vườn rạnh cho đến thác cổ cò. Và cảnh con thuyền ở đoạn sông đã qua thác giữ là phần còn lại về ngôi kể bài văn được kể theo ngôi thứ nhất qua lời kể của cậu bé cục vị trí quan sát của người kể chuyện là ở trên thuyền đây là một vị trí thuận lợi để quan sát và miêu tả bởi có thể quan sát được mặt nước dòng sông thuyền bè ở cận cảnh và cũng có thể phóng tầm mắt ra xa quan sát cả hai bên bờ thuyền đi đến đâu cảnh hiện ra đến đấy hình ảnh sống động giống như một cuốn phim vậy bây giờ chúng ta cùng thưởng thức cuốn phim này nhé trước tiên chúng ta đến với phần một nhỏ bức tranh thiên nhiên trên sông thu bồn các em xem lại đoạn văn trong sách giáo khoa từ đầu cho đến chuẩn bị vượt nhiều thác nước để thấy được hình ảnh con sông khi chưa đến chân thác sẽ như thế nào. Ở đoạn này, chúng ta thấy giọng văn cuồn cuộn như con thuyền lướt sóng, gió nồm vừa thổi, cánh bườm nhỏ căng phòng. Con thuyền được nhân hóa, đang nhớ núi rừng, nên rẽ sóng lướt bon bon, như nóng ruột, phải lướt cho nhanh để về cho kịp. Con thuyền ngược dòng, cảnh sát thiên nhiên nối tiếp xuất hiện ở ngã ba sông chung quanh là những bãi dâu trải ra bạc ngàn đến những làng xa tít tác giả không nói đến chân trời đến màu xanh đến mênh mông của dòng sông mà ta vẫn cảm nhận được một miền quê trù phú trồng dâu nuôi tầm dệt lụa hiện ra gợi lên sự ấm no thanh bình Tâm hồn mỗi chúng ta bâng khuâng nhớ đến một câu cổ thi trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Ngàn dâu xanh ngắt một màu Hay cảnh sắc của một làng quê bên hữu ngàn sông đuống Xanh xanh bãi mía bờ dâu trong thơ của Hoàng Cầm Ta còn bắt gặp những con thuyền xuôi dòng Chất đầy cam tươi, dây mây, dầu rái Có những con thuyền chở mít, chở quế, có thể nói, con sông Thu Bồn là mạch máu, là nguồn sống của người dân xứ Quảng. Vì chở đầy, chở nặng lâm thổ sản, nên thuyền nào cũng xuôi chầm chầm. Đó là minh chứng cho một cuộc sống ấm no, một miền rừng hào phóng. Càng ngược dòng, cảnh sắc sông núi càng đầy sức sống, hữu tình, nên thơ, vườn tược tốt tươi, Âm tùm những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước hình ảnh những cây cổ thụ được nhân hóa gợi tả vẻ đẹp hùng vĩ thâm nghiêm của chốn đại ngàn rừng thiên nước thẳm khi sắp đến chân thác lòng sông như thắt lại tầm mắt người đi thuyền bị thu hẹp dần núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngay trước mặt những hình ảnh chòm cổ thụ núi cao như đang cảnh báo con người phía trước là khúc sông có nhiều thác dữ cần phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua đến đây ấn tượng động lại trong lòng người đọc ở đoạn này là hình ảnh một dòng sông êm đềm hiền hòa thơ mộng với thuyền bè tấp nập theo hành trình của con thuyền chúng ta cùng đến với đoạn sông có nhiều thác dữ ở đoạn này tác giả chỉ tả một hình ảnh về dòng nước nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn nhưng chúng ta vẫn hình dung được một trận địa thác mạnh mẽ biến hóa và hiểm trở khôn lường động từ phóng cùng cách nói chảy đứt đuôi rắn đây là cách nói của dân gian gợi tả dòng thác phóng từ cao xuống nước chảy mạnh và xiết cuồn cuộn như xoắn lại, như đứt tung ra. Rồi nước bị cản văng bọt tứ tung, đã phát họa một bức chân dung thiên nhiên, hoang sơ, mang trong mình sức mạnh vốn có từ hàng ngàn năm, đe dọa con người, nhất là những người dám đương đầu với nó. Ở đây, chúng ta còn thấy thiên nhiên được miêu tả gián tiếp qua hình ảnh, con thuyền vùng vằng cứ chật trục xuống, quay đầu chạy về lại hòa phước con thuyền cũng bị mất thế cân bằng trước sự hung bạo của dòng thác thiên nhiên lúc này thật hùng vĩ với những thác nước dữ dội hiểm trở vậy tại sao sông thu bồn lại có nhiều thác dữ như thế đó là bởi vì nó có vị trí địa lý rất đặc biệt sông thu bồn được bắt nguồn từ tỉnh núi ngọc linh tỉnh con tâm cao 2.598m và đổ ra biển tại cửa đại thành phố Hội An. Nhìn tổng thể, địa hình vùng đất này vô cùng trắc trở, tứ bề là núi trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, vì thế sông Thu Bồn phải chảy lách mình quanh co qua các đồi núi trước khi đổ ra biển. Trở lại với văn bản vượt thác Chúng ta cùng đến với đoạn sông sau khi đã qua thác dữ. Ở đoạn này, chúng ta thấy hình ảnh dòng sông chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững, sông như hẹp lại, nước sông không chảy băng băng mà là chảy quanh co như đang uống lượng. Một lần nữa, tác giả lại nói về những cây cổ thụ tạo nên một so sánh liên tưởng thú vị. Dọc sườn núi những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp non xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước rừng xanh như đang vẫy gọi chốn đại ngàn với núi cao thác hiểm không còn mang màu sắc huyền bí mà trở nên thân thiết gắn bó với con người miền xuôi qua thác cổ cò là đến trung phước cảnh quan lại mở ra trải dài trải rộng câu văn cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở ra, phải dừng chân để nghỉ ngơi, đã đến Trung Phước, câu văn rút ngắn, còn bốn chữ đầy gợi cảm, đoàn lữ hành tạm dừng chân trên đường đi lấy gỗ. Qua những gì vừa tìm hiểu, chúng ta thấy bằng khả năng quan sát tinh tế, cảm nhận bằng nhiều giác quan, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu kết hợp với nghệ thuật nhân hóa so sánh tác giả đã tái hiện một bức tranh thiên nhiên phong phú đa dạng giàu sức sống vừa tươi đẹp nhưng cũng vừa hoang sơ cổ kính các em ạ à, khung cảnh thiên nhiên dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là cái nền để tôn vẻ đẹp của con người bởi con người bao giờ cũng là trung tâm của cảnh. Thế nên, chúng ta cùng đến với phần thứ hai, hình ảnh con người trong cuộc vượt thác. Các em hãy đọc lại đoạn văn từ đến vườn rạnh cho đến vân vân dạ dạ trong sách giáo khoa trang 38. Trong đoạn văn này, hình ảnh con người vượt thác được khắc họa rõ nét qua nhân vật dưỡng hương thư vốn là một người có nhiều kinh nghiệm vượt thác băng ghềnh dưỡng hương thư sai nấu cơm ăn để được chắc bụng phải chuẩn bị kỹ vì nước còn to có khi suốt buổi phải chống liền tay không phúc hở vũ khí là con thuyền và ba chiếc xào tre đầu bịt sắt dòng thác lúc này thật đáng sợ nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn dựng hương thư người chỉ huy cuộc vượt thác trông thật đẹp vẻ đẹp oai phong gân guốc mạnh mẽ người thì đánh trần như một pho tượng đồng đúc các bắp thịt thì cuồn cuồn hàm răng thì cắn chặt quai hàm thì bảnh ra cặp mắt thì nảy lửa còn động tác thì rất nhanh và mạnh co người phóng chiếc xào xuống lòng sông nghe đánh soạt thép cắm vào sỏi, dưỡng hương thư ghi chặt trên đầu xào, lấy thế trụ lại. Chiếc xào dưới sức chống bị cong lại, giữa dòng thác nước bị cản văng bọt tứ tung. Dưỡng hương thư cùng với chú hai và thằng cụ lao tạo thành thế chân kiền, chèo chống cực lực, phối hợp nhịp nhàng. Những động tác thả xào, rút xào, rập ràng nhanh như cắt. Trong câu văn này, nhanh như cắt là thành ngữ gợi tả sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, sắc bén. Những con sào phóng xuống, rút lên, liên tục, rất nhanh và dứt khoát. Vậy mà, vẫn có lúc con thuyền vùng vằng cứ chật trục xuống, quay đầu chạy về lại hòa phước. Ở đây, con thuyền được nhân hóa để cực tả cuộc vượt thác vô cùng gian truân, vất vả. Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh nhiều lần trong một đoạn văn ngắn ví dụ như so sánh dưỡng hương thư như một pho tượng đồng đúc hay dưỡng hương thư giống như hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ để khắc họa vẻ đẹp rắn chắc dũng mãnh của nhân vật biểu thị sức mạnh sự cố gắng hết sức tập trung tất cả tinh thần và sức lực để chiến đấu với dòng thác ở đoạn văn này hình ảnh người dân lao động hiện lên thật đẹp đẽ họ chẳng khác nào những người anh hùng với dáng vóc vẻ đẹp của những vị thần những dũng sĩ và họ đúng là những người hùng trong trận chiến chinh phục thiên nhiên hình ảnh dưỡng hương thư khiến ta nhớ lại chàng sơn tinh dũng cảm đương đầu và đánh bại thủy tinh trong truyền thuyết xưa xong ẩn chứa trong cái tư thế hào hùng kia là biết bao những nhọc nhằn vất vả thậm chí phải đánh cược cả mạng sống của mình các em ạ à, trong cuộc vượt thác dưỡng hương thư dũng mãnh là thế quyết đoán là thế nhưng trong sinh hoạt đời thường dưỡng hương thư lại hiền lành khiêm tốn nói năng nhỏ nhẹ tính nết nhu mì ai nói cũng vân vân dạ dạ sao không phải là một dưỡng hương thư lúc nào cũng mạnh mẽ oai hùng Các miêu tả ấy càng làm nổi bật nét đẹp của con người lao động trong cuộc sống đời thường họ khiêm tốn nhu mì đến nhút nhát nhưng khi đối mặt với khó khăn thử thách họ lại trở thành những người anh hùng mạnh mẽ can trường và hình ảnh những chú bộ đội nhường doanh trại cho đồng bào hay hình ảnh những chiến sĩ áo trắng thầm lặng trong những ngày cả nước đương đầu với dịch bệnh chính là bằng chứng cho vẻ đẹp ấy của con người Việt Nam ta. Tóm lại, ở phần thứ hai này, tác giả tập trung miêu tả các động tác, tư thế và ngoại hình của Dưỡng Hương Thư, kết hợp với nhiều hình ảnh so sánh, liên tưởng thú vị để làm nổi bật vẻ đẹp của một người cường tráng, khỏe mạnh, có lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm vượt qua gian khó. Các em ạ, à, tuổi thơ chúng ta ai đã từng được một lần nhìn thấy thác, ai đã một lần được vượt thác? Đọc văn bản vượt thác, ta như cảm thấy mình đang cùng các nhân vật vượt thác trên sông Thu Bồn đó là nhờ cái tài và cái tâm của võ quảng nhà văn nhà thơ thân thiết của tuổi thơ chúng ta vượt thác là trang hồi ký trữ tình đầy chất thơ chất thơ ấy toát ra từ vẻ đẹp hùng vĩ và hữu tình của sông núi xứ quảng mà trước đây cụ phan bội châu từng ca ngợi là địa linh nhân kiệt chất thơ trong tâm hồn và chí khí của con người dũng cảm phóng khoáng, hồn nhiên, yêu đời, yêu thiên nhiên. Chất thơ thấm sâu vào từng câu văn, giọng văn, trong sáng, tươi đẹp, lúc thì mạnh mẽ, hào hùng, lúc thì hồn nhiên, thơ mộng. Từ đó, chúng ta cảm thấy yêu thêm sông thu bồn, yêu thêm đất quảng, yêu thêm cuộc sống. Yêu thêm con người và đất nước Việt Nam Bởi Việt Nam quê hương ta Đâu đâu cũng đẹp, cũng xinh Như trong bài thơ Việt Nam quê hương ta Của nhà thơ Nguyễn Đình Thi Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa Đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lẻ rập rờn Mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhượng bùng. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Việt Nam đất nắng chan hòa, hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh các em thân mến vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong văn bản vượt thác bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản qua văn bản này các em cảm nhận được gì về cảnh vật rõ ràng qua văn bản vượt thác Chúng ta thấy được cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ. Về nghệ thuật, đó là nghệ thuật tả cảnh, tả người từ điểm nhìn trên con thuyền theo hành trình vượt thác rất tự nhiên, sinh động. Ngoài ra, có thể kết hợp với các biện pháp nghệ thuật khác như so sánh, nhân hóa để bài văn được cụ thể hơn, sinh động hơn. Đây cũng chính là nội dung phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 41. Để củng cố những kiến thức vừa học, chúng ta cùng đến với phần luyện tập. Các em hãy nghe câu hỏi trong sách giáo khoa trang 41. Hai bài sông nước Cà Mau và vượt thác đều miêu tả cảnh sông nước. Em hãy nêu những nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả ở mỗi bài và nghệ thuật miêu tả của mỗi tác giả ở bài tập này cô có gợi ý như sau các em sẽ kể cái khung như trên màn ảnh xét về nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên thì chúng ta thấy sông nước cà mau có vẻ đẹp rộng lớn hùng vĩ đầy sức sống hoang dã còn vượt thác là cảnh thiên nhiên rộng lớn, thơ mộng và hùng vĩ. Về nghệ thuật tả cảnh, cảnh được tả trong văn bản vực sông nước Cà Mau vừa được tả bao quát, vừa cụ thể, sinh động. Còn trong văn bản vượt thác, nghệ thuật tả cảnh, tả người rất tự nhiên, sinh động. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn xong tiết 83 văn bản vượt thác. Đây là nội dung phần ghi bài. Các em hãy bấm dừng lại để viết vào vở. Phần hướng dẫn về nhà. Các em học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa trang 41. Ở phần luyện tập, các em hãy trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương mục bài tập đến kèm. Và để chuẩn bị tốt cho tiết học hôm sau, các em hãy xem bài so sánh tiếp theo sách giáo khoa trang 41. Bây giờ, để kết thúc bài giảng, cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Thu Bồn ơi và ngắm nhìn vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của con sông Thu Bồn nhé. Ai đặt mình tên cho dòng sông dòng...